Ngày hội thanh niên hành động chống rác thải nhựa. Tại ngày hội, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, mỗi năm, thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, gần tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu. Lượng rác thải nhựa do con người thải ra đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt trái đất và có đến 13 triệu tấn rác thải nhựa trôi nổi, đổ ra đại dương. Vấn đề rác thải nhựa đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn ở Việt Nam. Nếu chúng ta không có giải pháp hữu hiệu, kịp thời thì những tác động tiêu cực từ rác thải nhựa sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Ngày hội là hoạt động cụ thể hóa thư ngõ của Thủ tướng Chính phủ về chống rác thải nhựa vì một Việt Nam trong lành, phát triển bền vững. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước đã tích cực cùng các cấp, các ngành thường xuyên, liên tục tuyên truyền tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống và bầu khí quyển. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đã phát động triển khai xây dựng các mô hình cộng đồng chống rác thải nhựa với nòng cốt là thanh niên. Đoàn thanh niên các cấp sẽ chọn những nơi đang là điểm đen về rác thải nhựa là các chợ dân sinh, khu dân cư để triển khai các mô hình cộng đồng. Đây là những mô hình có sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân, với vai trò nòng cốt là đoàn viên thanh niên. Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, với vai trò nòng cốt của thanh niên sẽ thể hiện ở việc mỗi đoàn viên thanh niên sẽ gương mẫu đi đầu trong việc hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa một lần, gương mẫu thực hiện việc tái sử dụng các sản phẩm nhựa và thực hiện phân loại rác tại nguồn. Đồng thời, các cấp bộ đoàn sẽ tập trung triển khai các đội tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện chống rác thải nhựa trong sinh hoạt hàng ngày, giúp người dân xây dựng các thói quen hạn chế và dần dẫn đến không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần. Tạo môi trường, phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên để nghiên cứu các sản phẩm thay thế nhựa, thân thiện với môi trường, các sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa nhằm hạn chế việc sử dụng rác thải nhựa và giảm thiểu việc thải nhựa ra môi trường. Ban tổ chức chương trình thực hiện nghi thức cam kết thực hiện mô hình chợ dân sinh giảm rác thải nhựa và mô hình chung cư hạn chế rác thải nhựa. Tại ngày hội, Trung ương Đoàn đã ra mắt các sáng kiến của thanh niên về các mô hình cộng đồng chống rác thải nhựa, gồm chợ dân sinh giảm rác thải nhựa, chung cư hạn chế rác thải nhựa, ra mắt mạng lưới thanh niên hành động chống rác thải nhựa trên toàn quốc. Đồng thời, ký cam kết triển khai mô hình chung cư hạn chế rác thải với Ban Quản lý chung cư Cát Tường, mô hình chợ dân sinh giảm rác thải nhựa với Ban Quản lý chợ Nhớn, thành phố Bắc Ninh. Theo đó, sẽ có các đội thanh niên tình nguyện tập huấn, tuyên truyền vận động cư dân, chủ quầy buôn bán ở chợ thay đổi thói quen sử dụng nhựa và ni lông bằng cách mang theo túi từ bạc tái chế, làn cói, làn mây, hộp đựng dùng nhiều lần, hay đóng gói sản phẩm bằng lá dông, lá chuối, sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện với môi trường, phân loại rác thải tái chế và rác không tái chế. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn tặng hàng trăm suất quà là các sản phẩm thay thế ni lông, nhựa dùng một lần cho người dân nhằm khuyến khích người dân áp dụng các giải pháp thay thế. Ngày hội cũng đã diễn ra triển lãm các sản phẩm 3R, reuse giảm thiểu, xe tái sử dụng, recycle tái chế, giới thiệu các sản phẩm từ vật liệu thiên nhiên, thân thiện với môi trường như tre, cói, mo cau. Thay thế ni lông, nhựa, các sản phẩm tái chế, tái sử dụng sáng tạo từ rác thải nhựa, mô hình hạn chế rác thải nhựa tại nơi làm việc, trong sinh hoạt, ứng dụng khoa học công nghệ vào giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Triển lãm ảnh thực trạng rác thải tại Việt Nam và các hoạt động mini game có thưởng, hoạt động đổi rác thải nhựa lấy cây xanh. Đặc biệt, tất cả số vỏ chai nhựa thu được từ quầy hàng đổi chai nhựa lấy cây xanh sẽ được sử dụng để triển khai chương trình mang tên Hành trình thứ hai của chai nhựa, lít ánh sáng cho bản làng nông thôn mới. Trong khuôn khổ ngày hội, đã diễn ra lễ trao giải chung kết cuộc thi hành trình thứ hai của lốp xe cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc tái chế lốp xe và các nguyên vật liệu triển khai xây dựng sân chơi cho các em thiếu nhi. Cuộc thi do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công ty ô tô Toyota Việt Nam tổ chức từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2019 với 100 bài dự thi, huy động sự tham gia của 1.500 đoàn viên, thanh niên từ 21 tỉnh, thành trên cả nước, đồng thời, thu gom, tái chế được gần 8.000 lốp xe đã qua sử dụng và các nguyên vật liệu khác như bạc, chai nhựa, cốc nhựa, bìa giấy. Ban tổ chức đã lựa chọn ra 13 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải chung kết trong đó.
giải nhất thuộc về câu lạc bộ kỹ năng huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, hai giải nhì gồm Đoàn phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và Đại học Nha Trang, ba giải ba gồm River Lũy Tu, đội thanh niên tình nguyện Đại học Ngoại ngữ, Tin học thành phố Hồ Chí Minh, chi đoàn ngày 26 tháng 3 cơ quan tỉnh đoàn Bắc Ninh và đoàn xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Phú Văn.